Vở kịch dối, một fan sợ hãi xin phép được bắt đầu. Hôm nay trời thật đẹp, mẹ gọi hai anh em Cún đến. Cún anh, Cún em ơi, lại đây mẹ bảo. Cún anh và Cún em nghe thấy mẹ gọi, liền díu dít thưa, dạ, dạ. Hôm nay trời đẹp, mẹ cho hai anh em đi chơi phố. Đường phố đông người, xe đi lại tấp nập. Các con nhớ đi trên vỉa hè phía tay phải. Khi đi qua ngã tư đường, thấy đèn đỏ, các con nhớ dừng lại. Đèn xanh bật lên, các con mới được qua đường. Cún anh và Cún em nhìn mẹ đáp, vâng ạ. Ra đến đường phố, Cún em cứ tung tăng chạy trước, lúc nghiêng chỗ nọ, lúc ngó chỗ kia. Chẳng chốc lát, Cún em đã quên ngay lời mẹ dặn, nó ngang nhiên đi giữa lòng đường. Cún anh ngoan ngoãn đi sát lề đường bên phải, thấy Cún em đi giữa lòng đường, Cún anh lo lắng gọi, Cún em ơi, Cún em ơi, mẹ dặn chúng mình đi sát lề đường bên phải cơ mà, sao em lại đi giữa lòng đường thế kia? Nghe tiếng Cún anh gọi, Cún em ngẩng lên nhìn anh và định chạy vào lề đường. Bỗng một chiếc taxi lướt tới, thấy Cún em bất ngờ lao ra, chiếc xe phanh tít lại, Cún em thốt lên, chao ôi, nhiều xe quá, làm sao mà vào được bây giờ? Nó ân hận vì đã không nghe lời mẹ, nó kêu to, anh ơi, cứu em với. Một chú cảnh sát giao thông từ đâu đi tới, dắt Cún em lên vỉa hè rồi căn dặn. Cháu nhớ đi trên vỉa hè, lúc qua ngã tư đường phố, thấy đèn đỏ, cháu nhớ dừng lại để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Cún em khoanh tay trước ngực, giọng run run, thưa chú, vâng ạ. Cún anh và Cún em lại dắt tay nhau đi trên vỉa hè. Cún anh nói với Cún em, thật là một fan hú vía. Vở kịch dối, một fan sợ hãi, đến đây là kết thúc rồi.